Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề 32, bài số 1, khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển. Các em hãy dở sách giáo khoa ra, trang số 125. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé khởi động quan sát và cho biết tranh vẽ cảnh ở đâu à câu trả lời là tranh vẽ cảnh ở dưới đáy biển trong tranh có hai người thợ lặn đang lặn dưới đáy biển khe mà cảnh vật dưới đáy biển rất đẹp giống như một khu rừng vậy để biết dưới đáy biển có những cảnh đẹp gì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc có tựa đề là khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển thuyền trưởng nemo mời tôi đi xem khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển tôi mặc đồ lặn mang theo các đồ dùng cần thiết. Tàu lặn xuống biển. Cánh cửa thanh tàu mở, tôi bước ra khỏi tàu. Một phút sau, chân tôi chạm đáy biển. Tôi đi dưới độ sâu mấy chục mét. Từng đàn cá sặc sỡ lượn quanh. Trong biển trải thảm dưới chân, răng ngang trên đầu. Rồi cánh rừng kỳ lạ. Hiện ra trước mắt tôi Cả rừng cây đủ mọi màu sắc Hướng thẳng lên mặt nước Đã 11 giờ Nemo bảo về tàu Mai đi tiếp Tôi háo hức Chờ tới ngày mai Theo Jun L. Nguyễn Đức Vịnh Dịch Các em vừa nghe cô đọc mẫu bài đọc Khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển Bây giờ, các em hãy cùng cô luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài. Thuyền trưởng Nemo Dưới đáy biển Cần thiết Bước ra Mấy chục mét Sặc sỡ rong biển răng ngang hướng thẳng háo hức tiếp theo các em hãy cho cô biết bài đọc khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển có tất cả bao nhiêu câu a à, cô đếm được bài đọc có tất cả 12 câu Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Tiếp theo, cô sẽ chia bài đọc thành hai đoạn. Đoạn 1 từ câu 1 đến câu 6. Đoạn 2 từ câu 7 đến câu 12. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 1. Khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển. Thuyền trưởng Nemo mời tôi đi xem khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển. Tôi mặc đồ lặn, mang theo các đồ dùng cần thiết. Tàu lặn xuống biển. Cánh cửa thành tàu mở. Tôi bước ra khỏi tàu. Một phút sau, chân tôi chạm đáy biển. Tôi đi dưới độ sâu mấy chục mét. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 2. Từng đàn cá sặc sỡ lượn quanh. Trong biển trải thảm dưới chân, răng ngang trên đầu. Rồi cánh rừng kỳ lạ hiện ra trước mắt tôi. Cả rừng cây đủ mọi màu sắc hướng thẳng lên mặt nước. Đã 11 giờ, Nemo bảo về tàu, mai đi tiếp tôi háo hức chờ tới ngày mai bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho câu nào khi nào đọc bài xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã đọc bài xong chưa bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu bài đọc nhé cô có yêu cầu như sau tìm trong bài đọc tiếng có vần anh anh, ăn a à, cô tìm được trong bài đọc tiếng có vần anh đó là tiếng cánh tiếng quanh cô tìm được trong bài đọc tiếng có vần anh đó là tiếng lạnh tiếng có vần ăn đó là tiếng răng tiếng thẳng tiếp theo tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần anh anh ăn đây là bài làm mẫu canh bàn thở lạnh cá mập trắng bây giờ cô sẽ tìm một vài từ ngữ chứa tiếng có vần anh vần anh và vần ăn ở ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần anh cô tìm được từ quả chanh cũ hành tranh vẽ long lanh còn rất nhiều từ ngữ chữ tiếng có văn anh ở ngoài bài đọc các em hãy suy nghĩ và tìm thêm nhé từ ngữ chữ tiếng có văn anh cô tìm được từ cũ sánh cái chanh ngựa vành con tranh từ ngữ chứ tiếng có phần ăn ở ngoài bài đọc cô tìm được từ tung tăng trị hằng mặt trăng hàm răng phần tiếp theo của bài học các em hãy cho cô biết bài đọc có những nhân vật nào A, à, câu trả lời là bài đọc có nhân vật thiền trưởng Nemo và nhân vật tôi. Tiếp theo, các em hãy dựa vào bài đọc và nói cho cô biết rừng cây dưới đáy biển có gì đặc biệt. A, à, câu trả lời là rừng cây dưới đáy biển có đủ mọi màu sắc hướng thẳng lên mặt nước. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bài học. Bài tập 1. Tập viết. Trong bài tập này, các em sẽ tập tô chữ tờ viết hoa, hai ô ly rưỡi và viết câu ứng dụng có nội dung sau. Tàu đã ra khơi, đánh bắt tôm cá. Các em hãy lấy quyển vở tập viết 1, tập 2 ra, lật ra trang số 25. Ở cuối trang số 25, có chủ đề 32, bài số 1. Bây giờ các em hãy nhìn bài viết của cô và viết phần tập viết này vào vở tập viết cho cô nào. Các em đã viết bài xong chưa? À, rất tốt. Bài tập tiếp theo, bài tập 2. Nhìn, viết. Trong bài tập này, các em sẽ nhìn và viết lại một đoạn trong bài đọc Khu rừng kỳ lạ dưới đáy biển, từ rong biển đến mặt nước. Trong bài tập này, các em cũng lấy quyển vở tập viết 1, tập 2 ra, lật ra trang số 26 trên đầu trang số 26 là phần nhìn viết của bài tập 2. Bây giờ, các em hãy nhìn bài viết của cô và bắt đầu viết bài nào. Lưu ý khi viết, ở đầu đoạn, các em nhớ viết lùi vào một ô. Viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu bài viết. Sau dấu chấm, các em cũng viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu câu. Bây giờ, các em hãy bấm dừng video lại và bắt đầu viết bài nào. Khi nào viết bài xong, các em hãy bấm Tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã viết bài xong chưa? Bây giờ, cô sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Bài tập 3. Thay hình ngôi sao bằng chữ giờ hoặc chữ di. Đây là bài làm của cô. Cá da bò Nhà giàn Giúp đỡ ngư dân Tiếp theo, bài tập 4. Thay hình ngôi sao bằng vần an hoặc vần an. các em hãy xem bài làm của cô nhé. San hô, buổi sáng, lướt ván. Phần tiếp theo của bài học, các em hãy mở sách giáo khoa ra, trang số một trăm hai mươi bảy, quan sát tranh và cho biết cây hoặc con vật em thích cây hoặc con vật đó có màu sắc như thế nào à cô thấy trong bức tranh này vẽ cảnh dưới đáy biển có rất nhiều con vật và cây cối em thích cây hoặc con vật nào cây hoặc con vật đó có màu sắc như thế nào thì em hãy nói cho mọi người cùng nghe nhé đây là gợi ý của cô các em hãy dựa theo để nói, hoặc các em cũng có thể nói theo suy nghĩ của mình. Em thích những chú cá hề. Những chú cá này có màu sắc sặc sỡ và gương mặt giống như chú hề vậy. Phần tiếp theo của bài học, cô có yêu cầu như sau. Viết vào vở nội dung em vừa nói. Nội dung em vừa nói ở bài tập vừa rồi là gì thì em hãy viết nội dung đó vào vở nhé đây là bài viết của cô các em hãy dựa theo để viết nhé phần cuối của bài học em đã đọc câu chuyện gì về biển nói với bạn về nội dung em đã đọc như vậy các em sẽ chia sẻ với bạn bè của mình những câu chuyện mà em đã đọc về biển và nói với bạn bè nội dung mà em đã đọc ví dụ như ở đây cô giới thiệu với các em hai quyển sách đó là quyển thứ nhất là thế giới sinh vật ở rặng san hô quyển thứ hai những bước chân đầu tiên đây là hai quyển sách nói về biển ngoài hai quyển sách này ra thì các em cũng có thể tìm đọc những quyển sách có câu chuyện nói về biển khác và các em sẽ chia sẻ nội dung mà em đã đọc với bạn bè của mình nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.